đây là những cái mua tối thai đầu tuần thì thường các bạn rất là bận rộn đúng không? Nhưng mà buổi tối thứ hai hôm nay thì mình lại rảnh và không khí ở đây thì rất là mát lạnh, gần tới Noel rồi. Nó cũng báo hiệu cho chúng ta là những ngày Noel sắp đến và một năm 2017 chuẩn bị qua đi rồi. Và buổi tối thứ hai này thì gia đình mình thường rảnh và đi ăn tối chung với nhau. Thì buổi tối hôm nay không những đi ăn một mình với gia đình mình mà mình có đi ăn chung với gia đình của bạn Trúc. Bạn Trúc là ở dưới Sông Thần, công nghiệp Sông Thần. Bạn kinh doanh bên lĩnh vực nhà hàng tiệc cưới. Và bạn mới vừa set up một lĩnh vực mới, chút xíu nữa các bạn sẽ biết. Và cái người mà đang cầm máy quay đó là bạn Nguyễn Đức Tú, bên công ty xây dựng Laco. Và các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của bạn Tú. Và tụi mình đang ở một cái quán hải sản. Và bây giờ là để bạn Tú giới thiệu trước. Các bạn sẽ gặp bạn Tú giao lưu. Và buổi tối hôm nay đi ăn chung với các gia đình thì bạn cảm giác như thế nào ạ? Bạn Tú giới thiệu về bạn chút xíu ạ. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Đức Tú, là giám đốc công ty cổ phần thiết kế xây dựng Laco. Thì hôm nay mình rất là vui, mình được đến đây để đi ăn được với thầy Duy và gia đình nhà anh Trúc. Thì hôm nay thì cái không khí gần Giáng sinh rồi thì trời nó se lạnh nên là cái cảm giác là cái tinh thần của mình rất là sảng khoái và mình có một cái gì đấy nó ấm cúng ở trong người. Nên là khi mà mình đi ăn thì các cái món hải sản này nè, nó được đốt được cái lò lên, nó nóng và nó ấm, ăn cái cảm giác mình nó ngon lắm. Thế là mình ăn nhiều nhất, các bạn thấy ăn là ăn sạch hết luôn. Và mình thấy ở trong bụng mình cũng đang ấm. Đấy, mình rất là vui. Nên là mình cũng mình nghĩ là mọi người cũng nên dành cho mình những cái khoảng khắc, những cái thời gian mà mình rảnh rỗi á, để mình được đi ăn cùng nhau, để chia sẻ được chia sẻ niềm vui, chia sẻ hạnh phúc. Thì mình nghĩ như vậy là tốt. Chào các bạn. Rất là tuyệt vời. Vậy là bây giờ các bạn sẽ giao lưu với bạn Trúc. Okay, bạn xin lưu với bạn Trúc. Bạn Trúc có thể cho mọi người biết là bạn đang làm công việc gì và buổi tối hôm nay bạn cảm giác như thế nào ạ? À, vâng. Chào các bạn, hôm nay rất vui là lên đi dùng bữa cùng với lại thầy Duy. Cũng là hôm nay cũng là những ngày cuối năm thì lên đây thì cũng rất là vui, lại gặp được thêm cả bạn Tú nữa. Đấy, là cũng là học trò của Bi. Đấy, là hôm nay ba gia đình ăn hải sản, cảm thấy là quán thì đồ ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà cái điều rất là tuyệt vời là đi dùng bữa cùng với lại gia đình thầy và gia đình bạn Tú. Bạn có thể chia sẻ chút cái hành trình làm kinh doanh, cái cuộc đời làm kinh doanh bạn cảm giác như thế nào ạ? Nói chung là công việc kinh doanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà lúc trước thì mình kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng tiệc cưới. Lĩnh vực kinh doanh của mình cũng rất là tốt. Bây giờ sau này thì mình đang set up làm thêm một cái lĩnh vực mới nữa là thuốc nam gia truyền trị vô sinh hiếm muộn. Đấy. Hay quá. Tất cả những cái trị những cái cặp vợ chồng nào mà lấy với nhau trên một năm mà chưa có em bé thì mình sẽ điều trị những cái nguyên nhân để sinh con tự nhiên, không phải can thiệp bằng khoa học hiện đại, không cần phải cấy ghép hoặc là những cái can thiệp mà dùng bằng tây y nhiệt. Đấy. Thì chỉ uống thuốc nam thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ có uống thuốc nam thôi. Và cái điều khác biệt là mình sẽ cam kết là điều trị hiệu quả, có một cái gói điều trị hiệu quả thì mình mới lấy tiền. Còn nếu như không thì mình sẽ hoàn lại 100% tiền. Các bạn nào mà theo dõi YouTube này của thầy thì liên hệ với mình. Vâng. Theo số điện thoại 0964 67 5579 mình sẽ tư vấn và điều trị. Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Bạn Tú chia sẻ chút xíu là cuối năm cái việc xây dựng nhà của bạn nó có nhiều không ạ? Cuối năm thì việc xây dựng của mình cũng rất là bận bíu. Vì mà mọi người cũng biết đó, thì không ai muốn xây nhà 2 năm cả. Nên là tất cả những cái công việc, tất cả những cái gì mà nó bận rộn nhất dành vào cuối năm.
Nên là bây giờ của mình hiện tại thì cũng còn 4 công trình ở các quận trong thành phố nữa. Thì mình bây giờ mình chỉ còn 2 tháng nữa là Tết. Nên là mình sẽ tập trung hết sức lực để mình hoàn thành sớm nhất cái căn các cái căn nhà của mình trong vòng 1 tháng rưỡi nữa. Nên là công việc thì mình cũng tất bật lắm. Nhưng mà mình vẫn dành được những cái khoảng thời gian thư thái như thế này để buổi tối mình được đi ăn. Để là mình lấy lại tinh thần để ngày mai mình sẽ làm những cái công việc nó tốt hơn với dành hết cái năng lượng cho khách hàng. Mình mong muốn là những cái ngôi nhà của mình làm là nó chất lượng, nó phải đẹp để mang lại cái tổ ấm cho hạnh phúc cho những cái người cần đến mình. Rất là tuyệt vời. Các bạn biết tối hôm nay tụi mình ăn cái món gì không ạ? Bây giờ thì các bạn thấy trên bàn là còn còn cái món không? Còn cái này là còn chiến tích thôi. Cái món này là cái món cá chiên. Và nó đã hết rồi. Tuần vừa rồi thì tụi mình lại ăn một cái món là món cá cu. Tuần này lại ăn món cá chiên. Cái món này mọi người rất là thích ăn. Trước cái món này là cái món lẩu măng cá mú. Rồi xong mấy con cua, mấy con ốc nữa. Và cái quán này là cái quán mà cũng rất là tuyệt vời, nó nằm ở ngay chỗ cái đường Sông Hành quận 2. Mình sẽ quảng cáo một chút xíu về cái quán này để các bạn biết sơ về cái quán này. Họ không trả gì cho mình hết, mình đi quảng cáo giùm các bạn thôi. Quảng cáo thôi. Cái quán chợ hải sản Mỹ Lê. Cái khung cảnh quán các bạn thấy rất là tuyệt vời. Và ở đây họ có cái căn, họ bán hàng mà họ có cái căn này các bạn ơi, họ có cái căn hay rồi. Họ có cái căn này, ai mua hàng gì cứ lên căn này, căn trực tiếp ở đây luôn nè các bạn không, căn trực tiếp ở đây luôn. Và đây là một cái cách kinh doanh mà nó rất là rõ ràng, người ta căn rõ ràng ở đây luôn. Ở đây là có cá bắt trực tiếp ở đây luôn, cua bao nhiêu một con. Cái cách kinh doanh họ nó rất là rõ ràng, thì nó nằm ở ngay cửa góc đường gần chỗ đường Sông Hành quận 2. Nó cũng nằm ở gần nhà mình thôi, nhà mình ở cái khu đối diện ở phía bên kia. Kinh doanh mua bán thì hôm nay gia đình mình ở đây, các bạn thấy Bambi của mình. Bambi nhìn đang cầm điện thoại xem. Con chào đi. Con chào đi con. Cười đấy. Con nói con tên là Bambi đi. Tên là Bambi, con đang làm gì vậy? Sao con coi hả, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm qua là ngày gì của con? Con vui không? Ok, đây là gia đình của bạn Tú, đứa con gái của bạn Tú. Bé gần 2 tuổi. Các bạn thấy bé lanh lợi không ạ? Đây là hai đứa con của anh Trúc. Chào đi con. Con chào đi. Con gái của anh Trúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì các bạn thấy kinh doanh không đơn thuần là cái việc mà chúng ta suốt ngày cứ đi làm kiếm tiền, mà ngoài cái việc mà chúng ta thành công về tài chính thì chúng ta cũng phải thành công trong cuộc sống, thành công trong gia đình và thành công trong các mối quan hệ nữa. Đặc biệt là như cái tuổi của mình, giữa tuổi của bạn Trúc này thì cũng đã 40 mấy hơn rồi, nhưng mà các bạn thấy tuổi bạn Tú là khoảng mới 30 thôi, tuổi trẻ mà các bạn ơi, cần phải khát khao, cần phải năng lượng. Và mình cũng mong cho tất cả các bạn mà nếu mà xem được đoạn video này thì các bạn phải tự hào bạn là tuổi trẻ là phải dám té, dám đứng dậy. Tuổi trẻ mà không té thì không phải là tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà tính cái con đường an toàn thì không phải là tuổi trẻ. Lớn tuổi rồi như vậy thì mà còn chơi tới nơi kia. Thì mà các bạn tuổi trẻ mà các bạn sợ té, ra khởi nghiệp sợ té, thấy nó có gì đó nó không có phù hợp. Tuổi trẻ là phải có ước mơ, và đã có ước mơ thì dám mơ thì vậy phải dám làm. Tuổi trẻ mà mình thấy tính an toàn quá,
ngồi sợ đói, ngồi sợ té thì tự nhiên bạn hoang phí đi tuổi trẻ. Và bạn nghĩ đi, nếu mà ai mà cũng tuổi trẻ giống như các bạn vậy thì đất nước này làm sao mà phát triển được. Đất nước rất cần những cái người có ước mơ, có khát khao, dám làm, dám chấp nhận và dám thử thách cuộc đời này. Bởi vì chúng ta chỉ sống có duy nhất một lần trong đời. Bạn nên nhớ, đừng có tính toán quá, duy nhất một lần xong rồi để mà sống thôi. Nên là chúng ta cần phải thử thách rất là nhiều, cần phải cho chúng ta những cái cơ hội mới, đi ra nhiều hơn, sẵn sàng xông pha và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn xem đoạn video này và chúng ta sẽ gặp các bạn vào những đoạn video khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.